Ngày 15 tháng 3 năm 2024, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng cuối tháng 9 năm 2023, đối tượng tên Long, quốc tịch Trung Quốc sang Việt Nam, chủ động hẹn gặp và trao đổi với Đỗ Trọng Anh về việc tìm người lao động bằng hình thức du lịch từ Việt Nam sang Trung Quốc rồi vượt biên trái phép bằng thuyền sang Hàn Quốc. Đầu tháng 10 năm 2023, Đỗ Trọng Anh thông qua các mối quan hệ và mạng xã hội đã cấu kết với các đối tượng Vũ Thị Phương, tỉnh Thái Bình, Hoàng Thị Phương ở thị xã Cửa Lò, Trần Thị Chiến ở huyện Nghi Lộc, Nguyễn Thị Hằng ở huyện Thanh Chương và Võ Công Sơn ở thành phố Vinh để tìm các công dân có nhu cầu đi Hàn Quốc lao động với chi phí từ 15.000 đến 20.000 đô la người. Ngày 17 tháng 10 năm 2023, Đỗ Trọng Anh đưa 30 công dân xuất cảnh sang Trung Quốc và bàn giao cho Long. Ngày 23 tháng 10 năm 2023, Long tổ chức vượt biển bằng thuyền sang Hàn Quốc thì bị cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện và bắt giữ. Với những chứng cứ tài liệu thu thập được, Phòng An ninh Điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Trọng Anh, quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Phương, Hoàng Thị Phương, Trần Thị Chiến, Nguyễn Thị Hằng và Võ Công Sơn về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.